Hey, xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói một vấn đề rất là nhức nhối trong xã hội. Rất là đau đầu cho các bạn mà mới tìm hiểu về 3D nha. Thì như cái tiêu đề á, thì mọi người cũng biết là vấn đề hôm nay mình cần nói đó là cạnh cứng và cạnh mềm. Và cái câu mà mọi người hay nghe từ những người dạy mình, những người đi trước á, hướng dẫn cho mình là làm cạnh cứng ở những nơi mà mình cần cắt UV. Cạnh cứng ở nơi mình cắt UV á, và tùy vào trường hợp cái cạnh cứng và cái nơi cắt UV á, nó chả liên quan gì tới nhau cả. Và khi bạn mới học thì chọn cạnh nó cũng đủ vất vả cho mọi người rồi, vị trí cắt UV còn không biết đúng hay là sai thì nói gì đến cái chuyện mà cạnh cứng cạnh mềm, sao cho mọi người hiểu được. Ngay cả mình hồi đó mình nghe nhưng mà mình cũng chả hiểu gì hết và mình bỏ qua cái bước đó luôn, mình cũng không có quan tâm gì hết á, mình cho cạnh mềm hết vậy là xong rồi. Và mình làm bên nhân vật á thì mình cũng không có, đa phần nó là cạnh mềm hết nên cũng không có quan tâm cho lắm. Nhưng mà vấn đề cạnh cứng và cạnh mềm á, nó sẽ phát sinh lỗi khi mà mình bắt cái tấm normal, và mình sẽ giới thiệu các cái trường hợp đó cho mọi người và bắt thử cái tấm normal xem cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Mục đích của cái việc bắt normal á là nó giúp cho cái con low poly á nó giống với con high poly nhất có thể, và khi mình làm cái file không đúng kỹ thuật á, nó sẽ gây ra các cái lỗi như khác nhau. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người là các cái trường hợp đó nha. Cái trường hợp đầu tiên á là cái trường hợp mình sẽ làm cái cạnh cứng cạnh mềm đúng chỗ, là ví dụ như bây giờ mình có một cái hình trụ này nè, thì mình làm cái cạnh cứng ở hai cái mặt của nó, thì mọi người nhìn vô nó bình thường như thế này chứ không phải là mình làm. Thực ra cái chỗ này là cái chỗ cắt UV luôn, nhưng mà cái mặt sau này nè đó, ví dụ như cái chỗ này đây nó cũng có cắt UV nè, nhưng mà cái chỗ này mình đâu có làm cạnh cứng đâu, mình cho nó cạnh mềm luôn thì nó sẽ đi vòng tròn, chứ không có nghĩa là cái chỗ đó là nó cắt UV mình phải cho nó cạnh cứng nha. Rồi cái trường hợp tiếp theo á là cái trường hợp mình không có hình trụ đó, nói chung là hết cái đống này nó sẽ là giống nhau hết, nó chỉ khác nhau một tí xíu à. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp mình cho nó mềm hết, cái này là cái con low poly nha, mình cho nó mềm hết luôn đó. Đó là cái trường hợp thứ hai, rồi cứ mình làm cái đó khi mình bắt ra là mình mới coi kết quả. Còn cái trường hợp thứ thứ ba này nè, nó hơi đặc biệt hơn tí, là mình sẽ cho nó mềm hết nhưng mà mình dành cạnh nó, mình dành thêm một cái đường phía dưới này nè, nói chung là mình chọn vô cái mặt này này, mình bevel nó đi, bevel một cái góc nghiêng nhỏ thì hai bên luôn. Thì mọi người sẽ thấy là cái file này nó giống với cái file đầu tiên, cái file số 1, nhưng mà cái file số 1 này mọi người nhìn vô nó là cái cạnh này nó rất là cứng. Còn cái file số 3 này nè thì mọi người sẽ thấy nó có một cái đoạn cong mờ, dù là mình đỡ nó là shop S hết này, ship này, shop S này đó, thì thay vì là nó mờm giống bên này thì bên này nó đã được dình cạnh đó, nên cái file của mình nó cũng giống hình trụ hơn, đẹp hơn. Tiếp tục tới cái file bên này, cái file này là cái file mình sẽ cho nó là cạnh cứng hết trơn luôn, mấy cái kia là mờm hết thì cái này mình cho nó cứng hết, nó cứng hết nhưng mà nó sẽ là cái chỗ mà nó cứng á mình không có cắt UV chỗ đó. Còn cái file mà kế bên này nè nó cũng giống như cái file này luôn, nó là cứng hết nhưng mà cái chỗ nào mà cạnh cứng á là mình cắt UV đó. Mọi người chú ý nè, đây là cái file UV của nó, còn này là UV nó dính lại thành một mảng, nó giống nhau vừa giữa bên kia. Thì bây giờ mình sẽ bắt normal để mọi người xem là cái trường hợp nó sẽ xảy ra như thế nào. Thì mình sẽ bắt bắt mình sẽ làm cái con hai poly á, đây cái con hai mình bật lên nè, thì những cái trường hợp của nó sẽ giống nhau hết luôn. Và một con hai thì cái chi tiết con hai nó sẽ như thế này nè, mình có bắt trước rồi thì bây giờ các tấm map mình sẽ mở lên cho mọi người xem. Thì cái bắt normal á là chỉ cần mình đỡ con low poly và cái con hai poly á ở gần một chỗ thôi, thì nó sẽ lấy hình ảnh từ cái con hai poly nó áp lên cái hình ảnh của cái con low poly này, cho cái con low poly nó giống với con high poly này đó. Con high poly là con nhiều lưới này, nhiều lưới thì nó tạo thành cái mặt nó sẽ đẹp hơn, mọi người nhìn nó sẽ láng hơn. Nhưng mà nó lấy hình ảnh từ cái con kia nó thành cái con
cái con lau poly này nó lấy hình ảnh từ cái file ham poly, nên dù nó là cái gì đi nữa thì nó vẫn lấy ra được cái hình, nhưng mà nó sẽ bị lỗi một tí xíu thôi. Thì bây giờ mình sẽ bật cái tấm texture lên hết. Đó mọi người, đây là năm cái file đó đã được bắt từ cái con ham poly đó. Thì dù cho nó sao đi nữa nó không bắt lên hình ảnh à. Thì mình đến với cái trường hợp đầu tiên nha. Thì trường hợp đầu tiên á, thì mọi người thấy cái file không, nó đẹp không? Đó, là nó hầu như là không có lỗi gì hết. Thì mình sẽ cắt UV ở ngay cái chỗ cạnh cứng này, và ngay cái chỗ mà cắt UV này này, mình vẫn đỡ cạnh mờm, không có bị sao hết. Thì cái file của mình là đầu tiên là như thế này. Bây giờ mình sẽ tới cái trường hợp số 2 này. Cái trường hợp số 2 thì mình làm cho nó là tất cả cái đám này này, mình shop S nó hết. Đây, ship vô này mình shop S nó hết. Thì khi mà mình shop S nó hết á, thì nó cũng lấy được hình dáng của cái con ham poly á, nhưng mà nó xấu hơn. Mọi người nhìn này, từ trên xuống này nó bị lỗi. Mọi người thấy nó hơi lõm một tí xíu, và cái chỗ này nó gợn gợn một tí xíu này. Đó, cái gợn đó nó không đẹp. Nói chung là cái file của mình nó không có được đẹp lắm so với cái curve. Thì hai cái này là đều giống nhau, chỉ có là một cái là cạnh cứng cạnh mềm đúng chỗ, và một cái thì cho mềm hết trơn luôn, nó vẫn ra. Rồi tiếp tục tới cái này. Cái này là mình cho nó mềm hết, nhưng mà nó lại được dần cạnh, nó lại được dần cạnh ra một cái bevel này này. Ở những cái góc á, mình cho nó bevel, cho nó giống y như cái trường hợp này. Nhưng mà hai trường hợp này mọi người có thấy là nó hơi giống nhau với cái lúc mà lau poly không? Đó, chưa có texture này, hai cái file này nó giống nhau. Nhưng mà nó chỉ khác nhau á là khi mọi người một cái là mình cho nó cạnh cứng đúng rồi, còn cái mình cứ shop S hết cho nó nhanh. Thì cái phần này nó sẽ tăng lưới nhiều hơn. Này mọi người nhìn là nó đang là 160 trích, còn cái bên này nó chỉ có 80 trích thôi. Thì tùy vào trường hợp cái game hay là cái gì đó nó yêu cầu mình ít lưới lại, thì mình muốn bắt mà cho nó đẹp thì mình phải làm cạnh cứng cho đúng. Chứ còn lại nếu mà cứ từ trên xuống dưới mà mình shop S hết á thì nó vẫn ra được hình ảnh, nhưng mà cuối cùng nó bắt nó sẽ xấu như thế này nè. Đó, cái này nó bắt nó sẽ bị lỗi, nó xấu một tí xíu. Còn nếu mà cái game mà thông thả và lưới nó cho mọi người tốt á, thì mọi người cứ chọn vô mấy cái góc mà mình cần á, mình bevel nó hết đi, thì nguyên cái file đó mình chỉ cần shop S là xong luôn. Thì mình bevel những cái góc này nó thành cạnh cứng rồi. Nhưng mà mọi người chú ý một cái nữa là khi mà mình làm cái file bevel này, mọi người thấy là từ trên nó bắt á, nó bắt cái tấm normal rất là đẹp luôn. Thì nhìn cái góc này đó, từ trên xuống nó giống với con hai nhóc. Còn mấy cái này nó bị thiếu một cái gì đó, nói chung là nó không có đủ độ sâu, là do cái file đó nó không có, cái phần UV nó không có đẹp lắm. Thực ra UV là ở một chỗ hết nha, giống nhau hết đó. Đây UV là cứ mình copy ra thôi. Đó mọi người nhìn đi, đó nó giống nhau, không khác gì hết. Rồi tới cái trường hợp thứ tư á, cái trường hợp thứ tư là cái chỗ cạnh cứng hết, và mình nói cái này là mình cho nó cạnh cứng và mình không có cắt UV. Đây đó, UV nó liền lại với nhau này. Thì mọi người nhìn đây sơ qua thì mọi người thấy không có lỗi gì hết, nhưng mà ở phía cuối này này, đó những cái chỗ mà nó được nối với nhau mà nó là cạnh cứng á, thì nó sẽ gây ra những cái lỗi mà nó lỗi một tí xíu, nó cứ nó có một cái đường đen gì đó. Nói chung cái đường nó rất là khó chịu. Thì tại sao nguyên nhân mà mọi người khi mà học á thì hay là đi làm được hướng dẫn là những cái nơi mà mình làm cạnh cứng á thì mình cắt UV nó ra luôn, đó là nguyên nhân đó. Thì cái trường hợp mà cớ bên này là cái trường hợp để mình giải thích được cái chuyện đó. Mình tới cái trường hợp số 5 á, là cái trường hợp mà mọi người được học và rối loạn nào nhất là chỗ cạnh cứng, thì mình cắt UV cho khỏi lỗi, và đúng là nó khỏi lỗi nha mọi người. Nhưng tùy vào trường hợp mình sử dụng có nhất thiết là mình phải làm cạnh cứng hay không, và cắt UV chỗ cạnh cứng có ý nghĩa gì. Này, ví dụ như thay vì cộng ra chi tiết như thế này
thì mình shop ít hết là xong. Shop ít hết thì mình đâu có cần nhất thiết là mình phải cắt cắt chiều vi chỗ này đâu, vì cái ô này mình muốn không lỗi vào ngay cái chỗ cành cứng á, mình phải cắt chiều vi nó ra hết đó. Thì nếu mình đỡ cành cứng hết mà mình cắt chiều vi thì nó không bị lỗi, còn cái này nó sẽ bị lỗi. Thì mong nó, thì đây là tất cả các trường hợp của nó. Thì bây giờ tất cả game thì thường nó cũng cho thông thả rồi, lưới nhiều thì những cái góc mình hay bevel nó này rồi mình cho nó shop S hết là xong. Và cái chuyện cạnh cứng cạnh mềm ở trong này thì nó rất ít là xảy ra luôn. Cái trường hợp mà mọi người làm cái cạnh cứng thì lâu lắm mình mới làm, nên cứ mọi người cứ shop S hết cho mình. Rồi khi nào cái chuyện mà mọi người bắt ra nó bị lỗi, như bắt ra nó lỗi như cái trường hợp này, thì mình mới chọn vô cái cạnh cứng rồi xong mình bắt lại. Như vậy là mình giải quyết xong vấn đề. Mình đừng có quan tâm cái chuyện đúng sai ở cái phần mà mình cắt hay không. Còn nếu mà nó bị lỗi cái phần đen này này, thì ngay cái chỗ đó là cái cạnh cứng mà nó nối lại với nhau trên UV á, nên mình cắt nó ra nữa là xong. Thì nó chỉ có hai trường hợp đó nó bị lỗi, nó đơn giản vậy thôi chứ chả có gì hết. Mình làm thì nhân vật nó mình cứ cho nó mềm hết là xong. Rồi video đến đây là kết thúc. Mong rằng mọi người sẽ hiểu được cái cạnh cứng cạnh mềm đó nha. Nếu mọi người thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và nhớ chia sẻ cho bạn bè mình những ai mà còn chưa biết nha. Bye bye mọi người.